đầu thì nó hơi ít vừng các bạn này, nhưng mà không sao nhé. Đấy. Rồi, đây các bạn. Hello, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm món bánh tráng bơ vừng các bạn nhé. Ở đây thì mình sử dụng một ít bơ thực vật các bạn này. Em mình sẽ cho vào cái phần bột và cái phần vừng mà mình đang còn sẵn đấy các bạn. Vậy nhé, sẽ cho cái phần vừng vào luôn. Vừng, bột, mình sẽ cho một ít bột vào này. Cái phần nước vào thì chúng ta sẽ hòa. Đây các bạn này, vừa bơ vừa ấy thì nó sẽ chuyển thành cái phần màu vàng như thế, ngả vàng như thế này các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ đắp lên luôn các bạn. Các bạn ủ như thế này mình nhé. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ bật bếp và cho chiên luôn các bạn này. Một cái bánh tráng đúng không các bạn? Giờ mình sẽ chiên lên.
các bạn. Bây giờ mình sẽ gọi ra đĩa này. Đấy. Rồi mình sẽ bỏ một ít tương lên nhé. Các bạn, như vậy thì mình đã hoàn thành xong rồi các bạn này. Đây là món bánh tráng vừng bơ các bạn này. Rất là đơn giản đúng không? Thì chúng ta đã có được một món bánh như thế này rồi các bạn này. Đấy. Thì các bạn có thể làm theo cách của mình để làm được một món bánh như thế này các bạn nha. Rồi video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn nha.